với phụ kiện nếu như các bạn thay pin Realme X7 và Realme V15, hai con này là một các bạn nha. Các bạn chịu khó lấy máy sấy tóc á, sấy xung quanh cái viền cho nó keo nó mềm ra thì các bạn có thể tách nó dễ dàng hơn. Nếu mà các bạn nào không có cái miếng nhựa này á thì mình có thể lấy cái thẻ bài á, cái bài 52 lá đó thì mình tách cũng được. Rồi giai đoạn này thì mình ốc mình tháo thôi, tháo trên tháo dưới. Rồi tháo sườn ra. Cái này hơi khó ha, các bạn nào không có cây nại pin cũng hơi khó với các bạn á. Ok, cái nhà có cái gì xài cái đó. Pin này các bạn ghé ủng hộ shop nha, mua đôi cũng vậy thôi. Người thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ người Sài Gòn, các bạn tỉnh khác thì ủng hộ mình cũng không ngần ngại đâu. Cảm ơn các bạn nha. Rồi đóng sườn lại, có nhiều ốc gắn mua thôi, dễ các bạn ha. Rồi các bạn lấy cái 7000 á, test xung quanh cái viền thì sau đó cột thun lại tầm khoảng tiếng sau đó mình tháo thun sẽ được rồi. Cái keo 7000 này các bạn mua tiếp lớn á, khoảng 20 mấy ngàn thôi, keo này dán gì cũng được chứ, không phải dán nắp điện thoại không đâu. Mình xài dán gỗ, dán nhựa, dán tất cả đều được hết. Cảm ơn các bạn xem video.